Thanh Hương gây chú ý khi xuất hiện hậu công bố ly hôn. Diễn viên Thanh Hương được chú ý khi xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt phim Người Một Nhà sau thông báo kết thúc cuộc hôn nhân hơn 10 năm, chiều ngày 18 tháng 3. Thanh Hương cho biết cô hứng chịu nhiều ý kiến tiêu cực sau khi công bố việc ly hôn trước thềm buổi ra mắt bộ phim Người Một Nhà. Tuy nhiên, cô cố gắng giữ tinh thần tích cực để tập trung hoàn toàn cho vai diễn, không làm ảnh hưởng đến công việc chung cũng như đoàn phim, nhất là khi thực hiện những phân đoạn khó, tâm lý phức tạp. Nữ diễn viên bắt đầu dự án này cách đây vài tháng và kỳ vọng vai diễn mới có màu sắc hoàn toàn khác với vai luyến lương trong Cuộc Đời Vẫn Đẹp sau năm ngoái. Thanh Hương đóng cặp với Tuấn Tú vào vai người vợ nhanh mồm, nhanh miệng, tốt bụng, biết vung vén cho gia đình nhưng vì cuộc sống mưu sinh vất vả nên dần trở nên ích kỷ, hẹp hòi, thiếu sự khôn khéo. Phim được thực hiện theo phương pháp cuốn chiếu, vừa quay vừa phát sóng, do Trịnh Lê Phong đạo diễn. Hôm 11 tháng 3, diễn viên Thanh Hương xác nhận đã ly hôn chồng doanh nhân một thời gian dài, sau nhiều lần cố gắng hàn gắn nhưng không thành. Nữ diễn viên cho biết cả hai cho nhau nhiều cơ hội hàn gắn nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân hơn 10 năm vì nhận ra dù tiếp tục cũng không thể có được hạnh phúc như cũ. Cả hai chọn cách chia tay trong êm đẹp. Giữ mối quan hệ tốt đẹp, văn minh, cùng nhau lo cho con. Thanh Hương khẳng định cuộc hôn nhân của mình tan vỡ không phải do người thứ ba xuất hiện. Cả hai quyết định chia tay để người kia được hạnh phúc hơn. Cô thừa nhận việc quá bận rộn với sự nghiệp diễn xuất cũng của mình cũng là một trong những lý do tạo ra những rạn nứt cho cuộc hôn nhân. Nữ diễn viên giấu kín thông tin ly hôn suốt một thời gian dài, chờ đến khi tâm lý ổn định mới chia sẻ đến công chúng để tránh những hiểu lầm không đáng có. Cô mong mọi người hiểu, tôn trọng cuộc sống riêng tư của mình. Thanh Hương lấy chồng khi 21 tuổi, khoảng 3 năm sau ngày cô giành danh hiệu Á Khôi 2 cuộc thi Hoa Khôi Hải Dương 2006. Từ khi nổi tiếng, Thanh Hương giấu kín danh tính và diện mạo bạn đời. Trong những lần hiếm hoi tiết lộ về chồng, cô kể anh là người hiền lành, yêu thương và tôn trọng vợ. Thanh Hương sinh năm 1988, quê Hải Dương, là gương mặt diễn viên truyền hình quen thuộc với các phim Người Phán Xử, Quỳnh Búp Bê, Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao, Thương Nhớ Ở Ai. Cô hiện thuộc biên chế của nhà hát kịch Hà Nội. Ngoài diễn xuất, cô còn ghi dấu với âm nhạc khi đạt quán quân cuộc thi Trời Sinh Một Cặp 2019. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.